nhắn vừa nhận à? Đi làm vừa nhận tin. Học tập thế thì cơm được gì tâm nói? Ăn đủ dơ, đủ nhất cho em. Không, không là bẹp đi. Kia. Yeah. Người đang ngủ mười lê vơi còn khả hả? Nói đi. Rồi vừa đến đâu là Trương xin mất lại đấy.